lấy tay nắm kéo ghiều. Đó. Quá tuyệt. Cái đó khá to.
mình đó. Đừng khán giả. Xe này chiếm quá. Mấy anh gọi ra thấy nó sáng đẹp. Ok đó sao cắt bớt đọt ra. Rồi rồi để vô mình nó được quá rồi. Thì cái dầu này anh Tùng đã mé xong rồi quý vị. Thì bên đây anh Dân với anh Dũng cũng đã làm xong luôn hai cái dầu này. Thì cuối video thì hãy luôn gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video Khoai Lúa. Chúc một ngày tốt đẹp thành công nhất nha. Hẹn quý vị tất cả các bạn chị em video tiếp theo Khoai Lúa nha. Bye bye.